ta sẽ đi với đề thực chiến số 6 nhá. Nào, đề như sau. Đề sẽ cho các bạn đoạn trích là một bài thơ. Đấy, bài thơ. Đây là đề trích từ đề của Sở Giáo dục tỉnh Kon Tum nha. Đấy, đề Sở Kon Tum hay phết. Đề này nhìn hay lắm á. Nào, những điều cha viết cho con được đúc kết từ trái tim chân thật, từ những tháng năm khổ lao cuộc đời, từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn, từ bao ngày vất vưởng long đong, cha viết cho con từ chính cuộc đời cha. Những bài học một đời cay đắng, cha gửi cho con chút nắng, hãy giữ giữa tim con, để khi con cất bước vào cuộc đời hành trình đầy gai và cạm bẫy, con sẽ bớt thấy đau và đỡ phải tủi hờn. Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời con ạ. Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn. Con hãy thong dong dù là người đến muộn. Dù phần con chẳng ai nhớ để giành, hãy hân hoan với điều nhân nghĩa. Đừng hờ hững trước chuyện bất nhân và hãy tin vào điều có thật. Con người sống để yêu thương. Đấy chính là phần ngữ liệu mà người ta cho các bạn. Ừ, ngữ liệu hay á, ngữ liệu ý nghĩa phết. Ok. Cô ơi, nếu đề hỏi kiểu nội dung chính của văn bản thì em vẫn sợ trả lời trượt. Ok, bài này hay quá nhở. Ừ, cái phần ngữ liệu này hay quá. Hay thì cuối cùng thì vẫn phải giải thôi. Đấy, kể cả nó cho không hay thì cũng vẫn phải giải thôi. Mà nó cho dễ thì cũng phải giải thôi. Và nó cho khó thì cũng vẫn phải giải thôi. Tóm lại là phải giải thôi, đúng không ạ? Đấy, thế nhá. Cô ơi, thơ này vô nghị luận xã hội hay á cô? Ừ, tức là thử xem là người ta hỏi như thế nào nha các bạn nhá. Người ta hỏi như sau này. Đấy, trích trong, đây là ngữ liệu trích trong bài thơ Gửi Con. Đấy, nào, in trong tập Du một thủa. Du cho một thủa. Câu hỏi người ta là đoạn trích trên được viết theo thể thơ gì? Chắc chắn là tự do rồi, đúng không ạ? Không có một cái khuôn khổ gì ạ. Chắc chắn là đây là tự do rồi. Đấy, tiếp theo này. Theo đoạn trích, những điều người cha viết gửi cho con được đúc kết từ đâu? Đây, đúc kết từ. Đây ạ. Đây ạ, những điều cha viết cho con được kết từ tại trái tim chân thật, từ những tháng ngày, từ những tháng năm khổ lao cuộc đời, từ bao đêm chơi vơi giữa khóc sóng cồn, từ bao ngày vất vưởng long đong, cha viết cho con từ chính cuộc đời cha. Thì có rất là nhiều bạn bê cả cái đoạn này vào để viết. Đấy, có những bạn khi đi trả lời là theo đoạn trích những điều người cha viết và gửi cho con được đúc kết từ trái tim chân thật, từ những năm tháng khổ lao, từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn, từ những ngày vất vưởng long đong, từ chính cuộc đời cha. Trả lời như thế làm gì cho nó dài ra? Có nghĩa là trả lời như thế nó đúng, nó không sai. Đấy, có nghĩa là nó rất là đầy đủ. Nhưng mà nó như kiểu là đọc chép ấy. Nghĩa là mình nhìn thấy cái gì thì mình chép lại cái đấy. Đấy, như kiểu là đây là dành như kiểu đúng bản thân cô ngày xưa. Vì ngày xưa cô học rất dốt. Ngày xưa nói thật với bạn là cô học kém thì thôi rồi luôn. Học hồi cấp 2 cô học dốt á. Đấy, thế là chẳng hạn như đề hỏi cái gì là mình ôm nguyên cái đấy vào. Ví dụ như là cô không biết các bạn như thế nào, nhưng cô làm bài đọc hiểu của tiếng Anh á. Đấy, tiếng Anh thì cô là một người rất là kém. Cô đi thi đại học được có 4 điểm tiếng Anh thôi. Đấy là một cái gọi là số điểm rất đáng để tự hào với một người học dốt tiếng Anh như cô. Ngày đấy cô nhớ không nhầm là bọn cô có một cái bài đọc hiểu. Mà cái bài đọc hiểu ấy, thi ở trường là người ta hay trả lời, gọi là viết câu trả lời. Không biết bây giờ là các bạn có học như thế hay không, nhưng mà ngày xưa bọn cô học á, là viết câu trả lời. Chứ cái bài đọc hiểu là viết câu trả lời chứ không được chọn đáp án. Mà với những cái người stupid như cô á, là kiểu gì là nhìn thấy cái chỗ nào nó giống, kiểu nghĩa là giống là mình chép nguyên ra, chứ mình không có biết là khái quát cái câu đấy, cái câu trả lời đấy thành một cái nghĩa to hơn. Ví dụ như đúng cái câu này. Đấy, đúng cái câu này. Người ta hỏi là theo đoạn trích những điều người cha viết cho con được đúc kết từ đâu, là nhìn thấy là viết được đúc kết từ trái tim này, là chép nguyên cái này vào. Được đúc kết từ những tháng năm khổ lao là chép hết vào. Đấy có nghĩa là thấy cái chỗ nào có đáp án trong cái câu đấy á là chép hết vào. Bởi vì có biết cái gì đâu, chỉ nhìn thấy nó giống nhau là bắt đầu là chép hết vào. Đấy, nhưng bây giờ mình phải thông minh hơn một tí. Đấy, bây giờ thì thông minh hơn một tí rồi. Sau những gì ngu stupid thì bây giờ đã thông minh hơn. Với cái câu trả lời này á, sẽ có hai cách trả lời. Cách trả lời thứ nhất là bạn chép các ý nó có vào. Đấy, chép các ý
Đấy, nó liên quan đến cái câu trả lời đúc kết đây, đúc kết từ trái tim chân thật này, đúc kết từ những năm tháng khổ lao cuộc đời này, đúc kết từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn này, đến đúc kết từ bao ngày sống vất vưởng long đong này, đúc kết từ chính cuộc đời cha này, nghĩa là chép nguyên và chép hết và chép không thiếu một cái gì cả, được chưa? Đấy, rồi còn có ý thứ hai, nghĩa là mình không có đãi ý như thế, mà mình sẽ gom nó thành một cái nội dung bao quát để mình có thể ôm hết tất cả cái điều đấy. Bởi vì đây là đọc hiểu, thì mình đọc nội dung và mình hiểu nó như thế nào, rồi mình trả lời nó theo cái ý hiểu của mình, chứ không phải là mình chép nguyên si nó vào. Thì với cái câu này á, thì mình sẽ trả lời như thế nào, để có nghĩa là mình cũng có đánh được cái này, đánh được cái này, đánh được cái này, đánh này, nhưng mà nó có một cái câu trả lời bao quát hơn. Đấy, ok ạ. Nào, thế bây giờ mình trả lời nào. Cô thử trả lời như thế này xem có được không nha. Đấy, những điều người cha viết và gửi cho con được đúc kết từ những trải nghiệm, trải nghiệm trong chính cuộc đời mình. Ok ạ, thì có nghĩa là trải nghiệm đây nó chính là gì ạ? À, trải nghiệm những cái năm tháng khổ cực này. Đấy, rồi trải nghiệm những cái đêm sóng chơi vơi này, trải nghiệm những cái ngày tháng vất vả thong dong này, để đúc kết lại và gửi cho con. Nghĩa là đây là cô đang đọc để cô đang gợi ý để cho bạn có thể tìm ra được một cái cụm từ nào, với một cái câu nào mà nó bao quát tất cả, chứ không phải là mình đi chọn 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 bài. Tuy nhiên chọn cũng vẫn được nhá. Đấy, chọn cũng được nhá, chứ không phải là mình không không được viết như thế. Viết như thế cũng được, đấy chính là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là mình sẽ gom nó thành một nội dung. Đấy, để mình khái quát nó lên. Đấy, mình khái quát nó lên. Được chưa ạ? Nhá. Đấy, ok chưa ạ? Mình khái quát nó lên. Đấy, không thì có một cái cách trả lời thông minh như này. Cứ là bạn có một cái câu khái quát nó xong bạn hai chấm, bạn liệt kê nó ra. Bạn hai liệt kê nó ra. Đấy, ấy, ví dụ như thế này, nghĩa là những điều cha viết và gửi lại cho con được đúc kết từ chính cuộc đời của cha với những tình cảm chân thành là đấy, những cái ngày tháng lao cực như này là như thế này. Đấy, tôi không cần phải khó khăn, các bạn chép lại cũng được. Thế nhá. Đấy, không lại đến lúc lại các bạn lại kiểu như là lại thắc mắc rằng là ô thế không chép nguyên ra à. Rồi bắt đầu thế nọ thế kia. Thôi cái câu 1 các bạn cứ đi chép. Nếu như mà không có thể bao quát được thì tôi cứ chép cho nó nhanh, chép luôn cho nó nhanh, đỡ phải mệt mỏi. Được chưa? Chép luôn cho nó nhanh. Thế nhá. Xong ạ. Đấy. Ừ, chép cho nó nhanh. Cuối cùng thì thôi, cái câu 1 này đừng có làm khó để làm cái gì cả. Cái câu 1 thì chép bế nó vào câu trả bế câu trả lời vào cho nó nhanh. Đấy. Thế nhá. Bế câu trả lời vào cho nó nhanh. Rồi bây giờ đến câu 3. Những dòng thơ sau giúp anh chị hiểu gì về lối sống cần có đối với con người? Hãy hân hoan với điều nhân nghĩa, đừng hững hờ trước chuyện bất nhân. À, có nghĩa là như nào? Ấy, ok nha. Nào, những dòng thơ sau giúp anh chị hiểu gì về lối sống cần có nghĩa rằng là gì ạ? Có nghĩa là cái bản chất của cái câu hỏi này á là từ cái nội dung này. Từ nội dung của hai câu thơ này bạn đúc kết ra được cái bài học sống của nó là gì? Vậy theo các bạn thì cái bài học sống ở đây là gì? Ok, bài học sống ở đây là gì? Hãy hân hoan với điều nhân nghĩa, đừng hững hờ trước chuyện bất bình. À, thế có nghĩa là như nào? Có nghĩa là như nào? Cái câu này nó muốn nhắn đến các bạn hai ý. Ý thứ nhất đó chính là hãy hân hoan với điều nhân nghĩa, có nghĩa là gì hả các bạn? Đấy, có nghĩa là làm những cái điều gọi là đúng này. Đấy, làm những cái điều mà đúng với luân thường đạo lý này. Đúng ạ. À? Đấy, còn cái ý thứ hai nó chính là gì? Đừng hững hờ trước chuyện bất bình. Có nghĩa rằng là cái nội dung ý, cái câu 1 này các bạn cũng biết rồi. Có nghĩa là gì ạ? À, mình hãy vui vẻ, mình hãy hạnh phúc, mình hãy hân hoan trước những điều tốt đẹp của cuộc sống. Đúng ạ. À? Và mình sẽ phải nhân nó lên. Đúng không? Mình sẽ cần phải vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc với những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời. Tuy nhiên thì mình cũng không được hờ hững, không được bỏ qua. Đấy, không được gọi là thoái thác, không được vô cảm trước những cái điều bất bình, trước những cái điều mà không đúng với luân thường đạo lý. Đúng không ạ? Những cái điều mà trái với luân thường đạo lý. Đấy, thì cái bài nó đang cho chúng ta một cái bài học sống là như thế.
Đấy, chúng ta hãy vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc với những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Và chúng ta hãy sống với nó. Còn bên cạnh đó thì cũng đừng có hờ hững, đừng có vô tâm, đừng có vô cảm, đừng có lướt nhanh qua những cái chuyện bất bình. Và chúng ta cần gì ạ? À, cần phải định hướng, cần phải tránh xa những cái điều bất bình đó. Và tuy nhiên thì cũng cần phải gì ạ? À, cũng cần phải can dự vào nó. Bởi vì đôi khi á, đôi khi nghĩa là bạn đi trên đường mà bạn thấy chuyện bất bình nhá, thì người ta luôn luôn có một cái tư đứng trong một cái tâm thế đó chính là nó né mình ra. Nghĩa là mình né nó ra để khỏi rơi vào những cái oái oăm và phiền phức. Đấy, đúng không ạ? Oái oăm và phiền phức. Cô không biết là các bạn có xem TikTok hay không, nhưng cô là một fan cuồng của TikTok. Và cô nhớ không nhầm rằng là trong những ngày gần đây nó đang rất là nổi lên một cái video TikTok, đó chính là một cái chị diễn viên này. Đấy, đã kiểu như là đổ oan cho nhà sư là động chạm vào người chị á. Đấy, xong rồi bắt đầu là nhà sư bắt đầu là cúi đầu xin lỗi, nhưng mặc dù là thầy sư không có làm. Về sau là người ta thấy bất bình quá, là người ta bắt đầu là yêu cầu trích lại camera. Thì bắt đầu là không phải là người sư đấy động vào người chị ấy, và bắt đầu là được minh oan. Thì đấy, đấy cái chuyện bất bình ở đây đó chính là gì? Cái chuyện bất nhân ở đây đó chính là gì? Chúng ta là những người ở, không phải là những người trong cái câu chuyện đó, nhưng chúng ta cảm thấy nó quá bất bình. Đấy, cảm thấy cái cách hành xử, cái ứng xử của chị này nó quá là thô mã. Đấy, đúng không ạ? Nó không có đúng, nó làm quá lên. Đấy, thật ra là người ta mới chỉ động vào tay chị thôi mà, động vào vai chị thôi mà, chứ có cái gì đâu mà cũng phải kinh khủng khiếp thế. Thế nhưng mà người ta cứ cậy người ta là người này và cậy người ta là người kia, và người ta chèn ép cái nhà sư này, thì bắt đầu là thấy mọi người thấy bất công quá, bất bình quá, là bắt đầu là gì ạ? Yêu cầu trích lại camera. Đấy, thì đấy cũng chính là gì ạ? Ở đừng hững hờ trước chuyện bất nhân đấy ạ. Được chưa? Đấy, đừng hững hờ trước chuyện bất nhân đấy. Được chưa ạ? Đấy cũng chính là bài học sống mà chúng ta cần phải đúc kết được từ nội dung của hai cái câu thơ này. Tiếp theo chúng ta đến với câu 4 nhá. Nội dung hai câu sau có ý nghĩa gì đối với anh chị? Hãy tin vào điều có thật. Và hãy tin vào điều có thật. Con người sống để yêu thương. Nào, cái câu này có ý nghĩa gì với các bạn nhỉ? Đừng có nói với cô là chả có ý nghĩa gì với em hết á. Thế thì thật sự là nào, nhanh lên nào. Xong chưa nào? Rồi, ô không nhìn thấy. Nào, các bạn học được cái gì? Đối với cô thì có nghĩa là nội dung của hai câu thơ này có ý nghĩa là chúng ta cần tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đấy, đề này quen chưa? Khóa học chưa làm, vớ vẩn nè. Đấy, có nghĩa là chúng ta hãy tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy có niềm tin. Hãy tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, kể cả mình đang sống trong khổ đau. Đúng không ạ? Đấy, hãy tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, kể cả chúng ta đang đứng trước những khổ đau. Đấy, hãy tin vào ngày mai tươi sáng, mặc kể cả chúng ta đang đứng trong những ngày giông bão. Đấy, tiếp theo là gì đó ạ? Ý nghĩa gì đối với anh chị? Có nghĩa là nó giúp cho chúng ta điều gì ạ? Nó giúp cho chúng ta tin tưởng vào tương lai. Nó giúp chúng ta tin vào những điều tốt đẹp. Đúng không ạ? Nó giúp chúng ta tin vào trái tim đang còn đập trong lồng ngực của mỗi người. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sống là để yêu thương mà. Đấy, đấy chính là ba cái niềm tin nhá mà cô. Có nghĩa là còn nhiều cái niềm tin nữa. Đấy, các bạn tự tìm ra, để đây cô chỉ định hướng cho bạn như thế thôi. Đấy, các bạn tự tìm ra và truyền tải vào trong bài viết của mình nhá. Đấy chính là về câu 4. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần đọc phần nghị luận xã hội nào. Từ nội dung ở phần đọc hiểu, anh chị hãy viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về giá trị của niềm tin đối với con người. Có nghĩa là niềm tin có giá trị như thế nào? Đấy, có nghĩa là niềm tin có ý nghĩa như nào đấy ạ? Đấy, ok. Nào, thử tin cho cô nào. Có nghĩa là niềm tin có giá trị gì đối với con người? Ở đây thì hôm nay cô định làm một bài viết cơ, nhưng mà cô lại không làm một bài viết nữa. Đấy, cô nói về nghị luận xã hội. Thật ra thì vừa rồi á, đề thi vào 10 của hầu hết tất cả các tỉnh và tất cả các sở là đã thi rồi. Các bạn có thể dựa vào cái phần đọc hiểu và phần nghị luận xã hội của đề thi vào 10 á, để định hướng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thật ra thì mọi năm ấy, cái này chỉ là bí quyết nghề nghiệp thôi. Đấy, ở đây cô tiện thì cô chia sẻ với bạn. Thật ra cái này cô không chia sẻ, nhưng mà tiện ở đây thì cô sẽ chia sẻ cho mọi người luôn.
Bởi vì ở cái fanpage này cũng có rất là nhiều đồng nghiệp để theo dõi cái fanpage của Dương. Vừa nãy cô trưa nay là cô định viết một bài. Đấy, trưa nay là cô định viết một bài nhưng mà sau cô sợ có nghĩa là người ta hack copy mất, nên là cô lại không 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 làm nữa. Nghĩa là các bạn để ý giúp cô như này này. Mọi năm á, cô luôn luôn để ý là cái đề thi vào 10 ấy, nó cũng là một cái định hướng cho đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái phần ngữ liệu nếu như mà nó cho theo cái hướng là lấy thiên nhiên để truyền tải một bài học cho con người hoặc là thông điệp gì đấy thì bắt đầu là đề thi tốt nghiệp nó cũng kiểu na ná như thế. Với cái thứ hai nữa là cái các đề thi nghị luận xã hội ấy nó đang hướng đến cái gì, thì cô thấy là phần lớn đề thi của các tỉnh thi vào 10 á vừa rồi là hầu hết cái phần nghị luận xã hội đều hướng đến cái trách nhiệm của chúng ta đối với quê hương đất nước. Đấy, các bạn có để ý không ạ? Cái chỗ này là cái gọi là cái bí kíp nghề nghiệp thôi. Đấy, tiện đây thì chia sẻ thôi ạ. Nổi hứng thì chia sẻ thôi chứ cái này là bí kíp nghề nghiệp là người ta không có chia sẻ đâu. Đấy, riêng bản thân cô thì tự dưng hôm nay cô nổi hứng lên thì cô lại chia sẻ thôi. Nghĩa là vậy thì một cái định hướng cho các bạn để có thể luyện các đề về nghị luận xã hội là gì? Hãy tìm tất cả những cái đề mà nó liên quan đến trách nhiệm của con người đối với phát triển quê hương đất nước, đối với tình yêu quê hương đất nước, đối với đấy, nghĩa là nói về trách nhiệm của chúng ta đối với quê hương đất nước. Cái chỗ này nói nhỏ thôi nhá. Cái chỗ này ok ạ. Ok nhá. Rồi đấy thôi, thôi tôi không nói nữa. Đúng là định hướng như thế. Đấy các bạn nhóm kín mà cô là làm ơn tắt cái hứng đi cho. Làm ơn hãy tắt cái hứng này đi. Ok. Ok xong chưa? Thế nhá các bạn nhá. Đấy, nói chung là năm ngoái là cô trúng nghị luận xã hội. Đấy, và định hướng trúng cả trọng tâm của thi nghị luận văn học. Đấy, đề năm vừa rồi thì cả hai đề thi kể cả chính thức lẫn đợt 1 lẫn đợt 2 là cô đều trúng nghị luận xã hội hết á. Có nghĩa là cái đoạn văn nghị luận xã hội nó đều trúng trong sách hồng của cô hết á. Sách năm ngoái là sách xanh nhưng năm nay nó là sách hồng. Và cô tin chắc một điều, cô luôn luôn có một niềm hy vọng, đó chính là nó sẽ trúng trong sách xanh. Bởi vì sách xanh của cô đã bao quát tất cả các đề, tất cả các kiểu hỏi rồi. Có thể nó là nó chỉ khác một hai chữ thôi nhưng nó sẽ nằm trong cái nội dung đấy. Nên các bạn cứ yên tâm ạ. Cô khẳng định và cô tự tin một điều rằng cuốn sách xanh của cô sẽ trúng. Cô nói thẳng với các bạn như thế luôn. Bởi vì cô đã bao quát tất cả các vấn đề truyền tải hết vào trong cuốn sách xanh rồi. Và cô được cái là khá là mát tay trong việc định hướng và vạch ra cái trọng tâm ôn thi. Không hiểu làm sao nó lại như thế. Cô tự trải nghiệm 6 năm mà rồi cô chưa bao giờ trọng tâm lệch cả. Đấy, cô được cái này trộm vía. Các bạn có biết rằng là năm 2018 là ra đề thi rất là khó. Đấy, ra đề thi liên hệ. Nhưng mà trong cái phần định hướng của cô á là nó trúng một cái phần đấy luôn. Cô có khả năng là cô không được, cô dạy có thể không hay những người khác. Đấy, cô chất lượng của cô không được tốt như người khác, chưa được tốt bằng. Nhưng cô luôn luôn tự tin một điều rằng là cô đang hoàn thiện mỗi ngày. Và cô tự tin một điều là trộm vía trong cái việc ôn thi cô rất là mát vía. Đấy, thế nhá. Đấy, ok, trộm vía. Nếu như các bạn tìm lại Facebook của cô, fanpage của cô cách đây 1 năm á, là các bạn sẽ thấy rằng là nghị luận xã hội của cô trúng cả hai đề luôn. Nó nằm ở trong cuốn sách xanh. Đấy, và phần nghị luận văn học á, nó cũng nằm trong định hướng của cô. Đấy, ok ạ. À. Trộm vía nhá. Thôi nói thế thôi, tí nữa chắc có khi phải xóa livestream. Nào, đấy, thế nên là đối với nghị luận xã hội nhá, đối với nghị luận xã hội cô định hướng các bạn như này. Các bạn hãy học cái kiểu đề mà nó ra về cái trách nhiệm của chúng ta đối với quê hương đất nước. Đấy, có nghĩa là phát triển tình yêu quê hương đất nước này, rồi bắt đầu là giữ gìn này, rồi bắt đầu là văn hóa dân tộc này, cái kiểu như thế nhá. Rồi ok, quay trở lại với cái đề này. À, vừa nãy là ngẫu hứng nói linh tinh thôi, không biết là cái gì đâu nhá. Vừa nãy là ngẫu hứng nói linh tinh thôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ quay lại trở lại xử lý cái đề này nào. Đấy, giá trị của niềm tin đối với con người trong cuộc sống. Có nghĩa là niềm tin có cái giá trị gì đối với con người. Vậy theo các bạn thì niềm tin có cái giá trị gì ạ? Đấy, nào niềm tin có cái giá trị gì? Thứ nhất là gì ạ? À, nó là một cái động lực, là một cái điểm tựa vững chắc để cho chúng ta có thể bước tới tương lai. Đấy, đúng không ạ? Nó là động lực nhé. Đấy, nó là động lực này. Nó là điểm tựa này. Vững chắc, cổ vũ tinh thần cho chúng ta. Để chúng ta hướng về tương lai. Chúng ta xác định cái mục tiêu của mình trong cuộc sống.
Niềm tin nó có giá trị, nó chính là gì ạ? À, nó còn giúp chúng ta tin tưởng vào cái năng lực của chính mình. Nó không chỉ tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống đâu. Niềm tin giúp chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bên cạnh đó, niềm tin nó cũng giúp chúng ta tin tưởng vào chính mình. Bởi vì cái này trong nhóm kín là cô đã dạy rồi này. Cái mẹo cuối cùng mà cô dạy cho các bạn ấy ở nhóm luyện đề á, không biết các bạn nhớ không. Nhưng mà có một ý cô đã nói là tất cả những ý này ấy, nó chỉ là cái ý sau mà cô vừa mới nói các bạn thôi. Đó chính là gì ạ? Niềm tin á, nó giúp chúng ta tin vào chính mình. Bởi vì người ta nói rằng là nếu nếu chúng ta có thể tin vào tất cả mọi điều trong cuộc sống này, nhưng nếu như chúng ta không tin vào chính bản thân mình thì tất cả những điều tốt đẹp đấy nó không đủ sức để kéo bạn lên một hố sâu. Nghĩa là khi các bạn rơi vào sự tuyệt vọng chẳng hạn, các bạn tin rằng ngày mai mặt trời sẽ sáng, đúng là ngày mai mặt trời nó vẫn mọc và nó vẫn sáng. Bạn tin rằng là sau cơn mưa trời sẽ sáng, đúng, sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng và thậm chí nó còn nắng chói chang hơn. Bạn tin một điều là gì ạ? À, sau cơn mưa thì con đường sẽ khô ráo, đúng. Sau cơn mưa, sau giông bão là mọi thứ nó sẽ quang quẻ trở lại. Nhưng mà nếu như các bạn không tin là mình sẽ vượt qua được cái hoàn cảnh đấy, mình sẽ vượt qua được cái giai đoạn đấy, mình vượt qua được cái thách thức đấy, mình vượt qua được sự vấp ngã đấy, mình vượt qua được cái thất bại đấy, thì trời có sáng, mặt trời có mọc, có chói chang đi chăng nữa, nó chỉ là thuộc về phạm trù bên ngoài thôi, chứ nó không phải thuộc về phạm trù của các bạn. Mà trong cuộc đời này á, mặt trời không có sức mạnh đến cái mức mà có thể thay đổi cuộc đời bạn nếu như bạn không cho phép, được không ạ? Mà ngược lại, nếu như bạn cho phép mà cuộc đời nó không cho phép thì bạn vẫn sẽ vững vàng và chắc chắn. Bạn luyện tập một lần không được, bạn luyện tập 1.000 lần nó sẽ thành công. Đấy, vậy cái quan trọng nhất ở đây mà cô định hướng cho bạn ấy, có cái mẹo mà cô dạy cho các bạn á, đấy chính là gì? Đó chính là hãy viết cái ý mà như cô nói á, là gì ạ? Là chúng ta mới là người quyết định, chứ không phải là người khác là người quyết định. Mà khi mà cô thấy các bạn tìm các ý trong nghị luận xã hội á, là bạn toàn tìm những ý mà cái khác quyết định thôi, chứ không phải là các bạn. Cái khác nó vẫn xảy ra, mặt trời nó vẫn mọc, đêm trăng nó vẫn lên, sau cơn mưa trời nó vẫn sáng và đường nó vẫn lại khô ráo và sạch sẽ. Đấy, và trời nó vẫn lại quang quẻ. Nhưng nếu như các bạn cứ nằm im, các bạn không chịu đứng lên, sau vấp ngã bạn cứ nằm ườn ra đấy và bạn sợ thất bại, thì nó có sáng thế sáng nữa thì bạn vẫn chả bao giờ bạn thành công được. Đúng không ạ? Đấy. Rồi bình minh nó vẫn lên thôi, ánh sáng mặt trời nó vẫn chiếu thôi. Nhưng mà nó chả giúp các bạn được cái gì đâu. Các bạn vẫn thất bại, vẫn hoàn thất bại. Các bạn nằm yên vẫn thất nằm yên. Bởi vì bản thân các bạn còn không cho phép các bạn một cơ hội để các bạn đứng lên, để nhìn mình thay đổi, để nhìn mình tốt lên, thì mọi sự trong cuộc đời nó vô nghĩa. Đấy. Đúng ạ? Mọi sự trong cuộc đời nó vô nghĩa lắm. Đấy thì cái ý này, giá trị của niềm tin đối với con người. Bạn cứ nói là niềm tin nó giúp chúng ta có động lực, niềm tin nó giúp chúng ta vững vàng hơn, niềm tin nó giúp chúng ta ba la ba la ba la ba la. Nhưng niềm tin cái đầu tiên là gì ạ? Nó giúp chúng ta tin vào mình cái đã. Tin vào chính bản thân mình cái đã, trước khi chúng ta tin vào tất cả những điều khác. Đấy ạ. Bạn phải tin là bạn vượt qua được, bạn phải tin là bạn sẽ đứng lên, bạn phải tin là bạn thành công, bạn phải tin là bạn đỗ thì bạn mới có động lực để bạn học, để bạn đỗ chứ. Đúng ạ. Không thì làm sao mà đỗ được. Đấy, bây giờ ok, cơ hội đề nó dễ đấy. Nhưng mà bây giờ bạn không tin là bạn đỗ thì bạn vẫn trượt như thường rồi. Bạn không tin đề nó khó đi chăng nữa, nhưng bạn tin là bạn sẽ làm được và bạn sẽ ôn để bạn đỗ. Thì kiểu gì mà chả đỗ được, đúng không? Chẳng qua là bạn không cho bạn một cơ hội thôi. Thế nhá. Đấy là với đối với cái đề này. Giá trị của niềm tin đối với con người, nó giúp chúng ta tin vào chính bản thân mình. Đấy, sau đó là nó sẽ truyền động lực cho chúng ta để cố gắng nỗ lực hơn, rồi nó sẽ định hướng chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Đấy, rồi định hướng, rồi là nền tảng với những cái mục tiêu cho mình. Ok ạ. Đấy chính là về phần nghị luận xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nghị luận văn học. Phần nghị luận văn học. Phần nghị luận văn học nào. Bình thường, đề này không đến mức gọi là quá dài. Người ta cho các bạn trích chuyện ngắn vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Đấy, thường đến khi gà gáy sáng, Mị ngồi dậy bên bếp sưởi ấm một lúc thật lâu, thì các chị em trong nhà mới bắt đầu dậy nhỏ nhóm lò
bung ngô nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt từng lúc Mị lại thế nọ kia. Tóm lại là cái đoạn trích này cho chúng ta về Mị trong đêm tình, trong đêm đông cắt dây cởi trói cứu A Phủ, và mệnh lệnh của đề là phân tích hình tượng nhân vật Mị trong đoạn trích sau, từ đó nhận xét về tư tưởng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài được thể hiện trong đoạn trích. Cô nhớ không nhầm là cái đề này là sở đề của sở nào nhỉ? Cái phần nghị luận văn học thì ok, phần nghị luận văn học thì đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Nào, phần nghị luận văn học thì ok. Phân tích hình tượng nhân vật Mị trong đoạn trích sau, có nghĩa là phân tích hình tượng nhân vật Mị trong đêm tình mùa đông. Đêm đông cắt dây cởi trói cứu A Phủ, đúng không ạ? Đối với bản thân cô á thì cô luôn luôn dạy học sinh xây dựng luận điểm. Chứ cô không cứ nghĩ có nhiều cách để đi nhá các bạn nhá. Để có nhiều cách để đi. Để các bạn có thể phân tích hình tượng nhân vật Mị theo hai luận điểm. Hình tượng nhân vật Mị có ông nào thì chữ nói cho cô là trong cái hình tượng nhân vật Mị ở trong đêm đông cắt dây cởi trói thì sẽ làm rõ hai cái điều gì, được không ạ? Hai luận điểm. Nào ông nào trả lời đi. Ông mấy ông luyện đề với mấy ông chuyên sâu với mấy ông nhóm kín đâu hết rồi. Đấy, đến chạy hết rồi. Ok. Đến lúc cần chúng nó chạy hết rồi. Đấy, chạy hết rồi. Chắc là thế. Chắc là chạy hết thật rồi. Còn ai nhớ không ạ? Đâu rồi? Ông Trần Tuấn Hoàng đâu nhỉ? Bạn Thanh Mai. Sao lạ mà cái gì kia? Ôi Khương, Khương Thúy ơi, khuyên Khương Thúy viết cái gì đây? Chúng ta là thứ luôn quyết định niềm tin. Quyết định niềm tin là điều kiện cần, bản thân chúng ta là điều kiện đủ. Phải là bản thân chúng ta có cho cơ hội để đứng lên thì mới thay đổi, mới nhìn nhận mình tốt lên. Con bé Khương Thùy này chắc chắn là nó không theo dõi mấy cái vâng, chào hiểu khuyên Hoàng. Con bé Khương Thùy này chắc chắn là nó không theo dõi mấy cái gọi là mấy cái sở tát tút của cô về cải thiện văn phong rồi. Sao nó viết cái câu này sao nó thô thế nhở? Nó viết cái câu mà chả thấy cái sự mượt mà đâu cả, chả thấy văn phong đâu cả. Đấy. Ok, còn Thanh Mai thì phải nhìn lại luận điểm nhá các bạn. Các bạn đang như thế nào nhỉ? Các bạn đang hiểu sai về luận điểm và luận cứ. Đấy, có nghĩa là đang hiểu sai thế nào là luận điểm và thế nào là luận cứ, thế nào là nội dung chính và thế nào là nội dung để bổ sung cho nội dung chính. Đấy, có nghĩa là ý nào bổ sung cho nội dung chính thì các bạn chưa làm được. Nên tôi đang rất là cần đẩy view cho cô ấy. Sao mà mạng nó cứ lag tung lên đấy nhở? Đấy. Ở đây có nghĩa là nội dung luận điểm là thôi chết rồi. Đấy, bây giờ tôi muốn các ông nào cho tôi xin cái nội dung luận điểm. Tôi nói là trong cái bài này sẽ có hai nội dung luận điểm. Đấy, có hai luận điểm. Đấy, hai luận điểm đấy chính là hai phân cảnh để làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của Mỹ. Tôi gợi ý đến đây mà không trả lời được nữa thì thôi chắc là tôi tắt livestream, tôi không dạy nữa đâu. Đấy. Nào, ông Tuấn Hoàng đâu rồi? Mấy cái ông nhóm kín đâu rồi? Đặc biệt là những ông mà để avatar của tôi thì thật sự rằng là đâu Nguyễn Minh Huyền đâu rồi, đang chờ rất là chờ một cánh tay để nói đúng cho tôi hai cái nội dung luận điểm. Và đấy cũng chính là hai cái phân cảnh của cái đoạn trích này, hiện cảnh nó chỉ là ý để bổ sung cho cái luận điểm một mà thôi nhá. Đấy, bây giờ như thế này, nó có hai luận điểm một nhá, luận điểm một này và đây là luận điểm hai. Đấy, cái luận trong cái luận điểm một này thì các bạn sẽ có cái ý thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là hiện cảnh của Mị. Đấy, hiện cảnh của Mị. Đó chính là Mị đang dửng dưng vô cảm. Chỗ này là Mị đang rất là dửng dưng. Đúng không ạ? Mị vô cảm. Đấy, ok chưa? Và đến sau đó chính là gì ạ? À, sau đó là diễn biến tâm lý của Mị. Diễn biến tâm lý của Mị. Đấy, nghĩa là diễn biến, có nghĩa là sự thay đổi tâm lý của Mị khi nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ. Có nghĩa là giọt nước mắt của A Phủ ấy nó sẽ có cái tác động đến nhân vật Mị, đó chính là gì ạ? À, để cô ấy thức tỉnh. Đúng không ạ? Để cô ấy thức tỉnh. Thế bây giờ có nghĩa là
thức tỉnh cái gì? Đấy, thì các bạn phải hiểu là cái điểm đến cuối cùng trong cái nội dung này bạn viết nó là cái gì đã chứ. Còn hiện cảnh nó chỉ là ý để làm sáng tỏ nội dung luận điểm mà thôi. Đâu rồi? Tôi vẫn chưa nhìn thấy cái luận điểm mà tôi cần nữa. Tôi muốn hiền mà không hiền được á. Thật sự là như thế. Nhiều khi hôm nay cô có nói với chị trợ giảng của cô rằng là năm sau thì cô sẽ giải nhẹ nhàng thôi, chứ cô không đánh đá và cô không ghê gớm nữa. Đấy, nhưng mà nhiều khi đứng trước cái hoàn cảnh này tôi cứ nói xả, hôm nay tôi lại bị khan tiếng rồi. Đấy, tôi cứ nói xả, tôi cứ nói khan hết cả tiếng. Và các ông bà vẫn kiểu như là một cơn gió lướt qua bên mình nhá, và chả để động lại cái gì cả. Đấy, chả động lại cái gì. Khổ, nghĩ nó khổ. Mị sao đem tính mùa xuân chưa đúng. Trời ơi, chắc tôi tắc thở quá. Luận điểm 1 đó chính là gì ạ? Hình tượng nhân vật mị trong hai đoạn trích trên, luận điểm 1 là gì ạ? Đó chính là vẻ đẹp của tình người các ông bà ơi. Chắc tôi chết quá. Đây có nghĩa là sau mị sau đêm tình mùa xuân á, có nghĩa là mị sau đêm tình mùa xuân, cụ thể là đêm đông ấy, nó là hoàn cảnh. Nhớ nhá, nó là hoàn cảnh. Được chưa? Trời. Vậy hình tượng nhân vật mị trong hai cái đoạn trích này có hai vẻ đẹp. Vẻ đẹp thứ nhất là vẻ đẹp của tình người, và vẻ đẹp thứ hai là vẻ đẹp của khao khát sống mãnh liệt. Chấm hết, cô không dạy nữa đâu. Khổ quá. Trời ơi. Từ cái chỗ này đến chỗ này này. Đấy, đây này, từ cái chỗ đầu đây nhá. Đây mị bắt đầu là gì? Mị dừng dưng vô cảm này. Về sau đó là mị nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ này, thì bắt đầu là gì ạ? À, mị trỗi dậy. Đấy, mị nhận thức là người kia việc gì phải chết, và mị quyết định cắt dây cởi trói cứu A Phủ. Đây chính là gì ạ? Hành động thể hiện vẻ đẹp của tình người, và đây chính là vẻ đẹp tâm hồn của mị. Đúng không ạ? Đấy, tình người bắt đầu trỗi dậy, đồng cảm mới nhận ra chúng nó độc ác và quyết định cắt dây đó. Có khi phải ôn lại cho tác phẩm đó. Mị sau đêm tình mùa xuân, cái hiện cảnh của mị là các ý để đem ra chứng minh thôi. Ok ạ, luận điểm 1 là gì ạ? Hình tượng nhân vật mị với vẻ đẹp của tình người. Đấy, xong rồi bắt đầu là gì ạ? À, hiện cảnh của mị là mới đầu là mị dửng dưng vô cảm. Về sau là khi nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ thì mị đồng cảm, mị thương cảm, xong mị quyết định cắt dây cởi trói cứu A Phủ. Và cái hành động quyết định cắt dây cởi trói cứu A Phủ đấy là chính là sự thức tỉnh của mẹ của mị trên vẻ đẹp của tình người. Đấy chính là nội dung luận điểm thứ nhất. Vậy thì cấu trúc bài viết và đi viết thì viết cái gì? Viết thứ nhất đầu tiên là nêu nội dung luận điểm, đó chính là cái này. Được chưa ạ? Hình tượng nhân vật mị trong đêm đông cắt dây cởi trói thứ nhất là hiện lên với vẻ đẹp của tình người. Xong bạn đi viết về hiện cảnh của mị, mới đầu là mị dửng dưng vô cảm. Đấy, mị thản nhiên thổi lửa hơ tay trước người đứng bên bờ của cái chết như A Phủ. Và sau đó thì khi nhìn thấy giọt nước mắt bất lực của A Phủ trước hoàn cảnh thì mị cảm thấy thương, đồng cảm cho A Phủ này, thương cảm cho chính mình này, và nhớ đến câu chuyện của người đàn bà, của người đàn bà ở đời trước. Xong bắt đầu là gì ạ? À, mị nhận ra chúng nó thật độc ác, và lúc đấy mị quyết định cắt dây cởi trói cứu A Phủ. Xong chưa? Đấy ạ. Đấy chính là vẻ đẹp của tình người. Và sang đến luận điểm thứ hai là vẻ đẹp của cái gì nào? Trời ơi, vẻ đẹp của gì nào? Nhanh lên. Ồ, chết rồi, mấy đứa con cưng của tôi đi đâu hết rồi? Mấy đứa con cưng của tôi nó không thèm trả lời. Đấy, nó không thèm trả lời. Đâu? Mấy đứa, ok, mấy đứa để avatar đó. Mấy đứa để avatar của cô Dương đó. Thứ hai là vẻ đẹp gì đấy, nhắc đi nhắc lại. Có khi là ngày mai tôi vẫn ra cho cái đoạn trích này, xong tôi hỏi một cái kiểu khác đi, tôi hỏi một cái yêu cầu đề khác đi, kiểu gì thì kiểu đó, tôi cũng ngẩn to te ra. Đấy, nói thật là như thế luôn. Đúng không? Đúng, chính xác rồi. Vẻ đẹp của lòng ham sống. Mà ngày mai tôi lại cũng cho cái đoạn trích này, xong rồi tôi cho cái yêu cầu phụ khác đi và yêu cầu chính khác đi, phân tích sự trỗi dậy của mị là kiểu gì thì kiểu chúng nó lại không làm được. Chúng nó lại cứ ngẩn hết cả người ra luôn á. Đấy, lòng ham. Mai lại cho vào đoạn trích này. Đấy, mai tôi lại cho vào đoạn trích này. Xong rồi bắt đầu là tôi cho một cái yêu cầu khác, là phân tích sự trỗi dậy của mị trong đoạn trích sau thì kiểu gì cũng ngẩn hết cả người ra. Đó, nào. Vẻ đẹp của lòng ham sống. Lòng ham sống cái gì ạ? À? Thứ nhất đó chính là gì? Sau khi mà cắt dây cho A Phủ xong ấy, sau khi cắt dây, đấy,
cứu A phủ. Thì bắt đầu là gì ạ? Mị đứng lặng trong bóng tối. Đúng không? Các bạn nhìn này. Đây, nhìn này. Lúc đấy trong nhà tối bưng, Mị rón rén lại, A phủ vẫn nhắm mắt nhưng Mị tưởng như A phủ có người bước tới. Đấy, ok. Lấy lần lần gỡ được hết cái nọ kia. Ok ạ, xong rồi gì ạ? Trước cái chết tưởng chừng như có thể đến nơi ngay, A sử quật sức vùng lên chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối, rồi Mị cũng vụt chạy đi. Thì cái chỗ này bạn để ý nhá, sau khi mà Mị cắt dây cởi trói cứu A phủ xong á, thì bắt đầu là Mị nghẹn lại và Mị đứng lặng trong bóng tối. Đúng ạ, Mị đứng lặng trong bóng tối. Thì đấy, đấy chính là hiện cảnh của Mị sau khi cắt dây cởi trói cứu A phủ, là bắt đầu là gì ạ? Đứng lặng trong bóng tối, nghẹn lại và đứng lặng trong bóng tối và chỉ kịp thì thào một tiếng là đi ngay thôi. Đấy, nhưng sau khi đấy, sau khi nhìn thấy A phủ, nhìn thấy A phủ trước cái chết tưởng chừng như đến nơi ngay, A sử quật à, A phủ quật sức vùng lên chạy. Nó thể hiện cái khao khát sống mãnh liệt của một con người, có cơ hội sống thì sẽ chớp lấy cơ hội để được sống. Thì chính cái khao khát sống mãnh liệt của A phủ đấy đã tác động vào Mị một lực rất lớn để Mị quyết định bước, Mị quyết định vụt chạy thoát khỏi nhà thống lý. Đấy, vụt chạy theo A phủ thoát khỏi nhà thống lý. Vậy thì cái luận điểm 2 này các bạn viết cho cô 3 ý. Ý thứ nhất là bạn viết cho cô cái hiện cảnh của Mị sau khi cắt dây cởi trói cứu A phủ thì Mị như thế nào? Mị hoảng hốt, Mị đứng lặng trong bóng tối. Đấy, nhưng sau khi nhìn thấy cái hành động A sử quật sức vùng lên chạy thì nó đã tác động vào Mị một lực và từ đó Mị thay đổi quyết định của mình là Mị vụt chạy theo A phủ. Vụt chạy theo A phủ, được chưa nào? Và chính cái hành động này nó đã cho thấy khát vọng sống mãnh liệt của Mị. Đấy, và đây chính là vẻ đẹp tâm hồn của Mị. Vậy phân tích hình tượng nhân vật Mị trong hai cái đoạn trên, trong cái đoạn trên này này, thì nó sẽ cho thấy hai vẻ đẹp. Vẻ đẹp thứ nhất là vẻ đẹp của tình người và vẻ đẹp thứ hai là vẻ đẹp của lòng ham sống. Và đây chính là tư tưởng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài. Khi nhà văn đồng cảm với nỗi đau của nhân vật, đó chính là họ bị chà đạp, bị áp bức bởi bị cường quyền và thần quyền ăn mòn nhận thức nhá. Tư tưởng nhân đạo. Tư tưởng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài. Đó chính là thứ nhất là gì ạ? À, đồng cảm trước nỗi đau của nhân vật. Đấy, đồng cảm trước nỗi đau của nhân vật, đó chính là gì ạ? Nỗi đau bị áp bức, nỗi đau bị chà đạp, đúng không ạ? Đấy, bị đối xử cách bất công. Đấy, và thứ hai đó chính là gì ạ? À, qua cái nỗi đau của nhân vật này này thì đang tố cáo cái xã hội thực dân miền núi đã gây ra cái nỗi đau này cho con người. Và thứ ba đó chính là gì ạ? Nhà văn nâng niu trân trọng những vẻ đẹp trong tâm hồn của nhân vật. Đó chính là vẻ đẹp của tình người và vẻ đẹp của lòng ham sống. Và qua đó chỉ ra một con đường sống, đó chính là tự mình trỗi dậy, tự ý thức và trỗi dậy. Và đây cũng chính là nội dung của cái tác phẩm này, viết về quá trình trỗi dậy của người lao động. Ok chưa ạ? Quá trình trỗi dậy của người lao động. Đấy, cái đề này đi giải quyết như thế. Vậy cái này có phải là rõ ràng nội dung luận điểm không ạ? Đứa nào mà bảo cô mà giảng bài không rõ luận điểm là cô đấm luôn á. Đấy chưa? Rõ ràng luận điểm thế này còn kêu là không rõ luận điểm đây. Luận điểm 1, luận điểm 2, ý 1 bổ sung cho luận điểm 1, ý 1, 2 bổ sung luận điểm đây, bổ sung cho cái này để chứng minh, cái này để làm rõ, cái này để làm rõ, được chưa ạ? Đấy, đấy chính là nội dung luận điểm đấy ạ, là giải quyết cho cái đề này nha. Thôi, cô thoát xác, cô trở về hiền lành. Ok nhá. Đấy. Cô dạy cấp tốc không? Cấp tốc hôm nay là của nhóm nào? Hôm nay là của luyện đề mà em. Đấy, cô sẽ quay trở về dịu dàng. Cô Dương lại trở về một cô gái dịu dàng. Nghĩa là khi giảng nó lên đầu một tí thôi, đánh đá một tí thôi, chứ cô cũng chả đánh đá với các bạn đâu. Đấy, ok nhá. Đúng rồi, đấu tranh từ tự phát đến tự giác, chuẩn xác ạ. À, đó chính là quá trình đấu tranh để đến với cách mạng của người lao động miền núi, là họ đi từ đấu tranh tự phát đến đấu tranh tự giác. Không chưa ạ? Tự phát ở đây nghĩa là gì?
trong đêm tình mùa xuân á, là họ tự phát thôi. Đấy, tự phát cái cảm xúc của mình để đưa ra những cái hành động thôi. Còn đi đến cái đêm đông cắt rơi cửa tỏi này, là họ tự giác đứng lên và trỗi dậy. Được chưa ạ? Đấy chính là cái vấn đề, cái nội dung mà cái tác phẩm này truyền tải. Ok, cô ơi, bây giờ em xin vào học được không? Bây giờ nói thẳng với bạn là nếu như bây giờ các bạn xin vào học á, các bạn phải chấp nhận một điều là các bạn phải đi học lại live stream và tự tải tài liệu về xem. Đấy chứ, bây giờ học gần xong rồi, gần thi rồi, học gần xong rồi, cô giai đoạn cuối này là cô chỉ sau khi mà cô dạy xong bài cho nhóm kín á, là cô sẽ tập trung cô giảng live stream ở trên fanpage. Đấy, chứ cô có nghĩa là cái giai đoạn cuối này cô chỉ ôn và có nghĩa là không lấy học phí của các bạn. Đấy, thế nên nếu như bây giờ các bạn muốn vào nhóm kín á, là bạn phải chủ động học lại live stream và các bạn tự tải tài liệu về xem. Đấy, ok ạ, à, thì cô cũng sẽ vẫn để cái giá rất 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 là ưu đãi, bạn nghĩ là rất là tiểu học. Thế nên là các bạn nhắn tin vào fanpage rồi cô tư vấn cho nhá. Đấy, hoặc không thì các bạn có thể mua sách rồi các bạn học live stream miễn phí trên fanpage cũng được.